Đấy, mấy mẹ này bay xa các bạn này. Chưa rơi các bạn nhá. Hello, xin chào các bạn nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video đó là, đây mình có chuẩn bị giấy đây. Đó, một quyển giấy thì mình sẽ làm một cái video là gấp máy bay ấy các bạn nhá. Thì mình sẽ gấp những cái mẫu máy bay mà mình biết làm thôi. Đó, cái thời học sinh mình rất là hay chơi máy bay. Và máy bay giấy các bạn nhá. Đây các bạn chuẩn bị cho mình giấy là được. Đây mình sẽ xé một tờ đầu tiên đây nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt ra. Đây mình đã cắt ra, mình cần một tờ thôi. Còn mình sẽ gập, đầu tiên là mình gập máy bay bằng giấy này. Đó bạn gặp này mà. Đó cái mẫu máy bay này chắc rất nhiều bạn biết rồi. Rất là dễ gặp luôn. Đó, ok, rất là nhanh các bạn ơi. Chỉ khoảng 1 phút là chúng ta đã làm xong được một chiếc máy bay bằng giấy rồi. Đó, đây các bạn ơi. Đó, ok, mình đã gặp xong một cái nhé. Thì bây giờ mình sẽ để sang bên cạnh, mình gặp thêm một cái tiếp theo cũng bằng giấy. Cái loại máy bay này thì khác các bạn nhé. Đó mình sẽ, đây mình không gập xuống mà mình gập sang bên này làm cái máy bay nhọn, mũi nhọn. Đó chúng ta bị hàng rồi. Nó bây giờ đến phần gập cánh cho máy bay các bạn. Đó, bây giờ mình cũng xong được một chiếc máy bay nữa. Đó, mình đã gập được 2 chiếc máy bay. Đó, 2 loại máy bay này thì gập cũng dễ gập, cũng gần tương tự giống nhau. Cái loại này thì mình gọi là máy bay mũi tù các bạn ơi, còn đây là máy bay mũi nhọn. Đó, bây giờ mình sẽ cầm ra ngoài, mình sẽ phi thử cho các bạn xem. Ok các bạn cùng theo mình. Ok các bạn nhá, thì bây giờ mình sẽ thử phi xem là cái máy bay nào bay nhanh, bay được lâu nhất. Đó, mình sẽ thử dùng máy bay tù để phi trước các bạn nhé. Mình sẽ phi nhá. Rơi các bạn ạ. Đó, máy bay này thì bay không được xa lắm. Đến phần máy bay mũi nhọn các bạn nhé. Đấy, máy bay này bay xa các bạn này. Chưa rơi các bạn nhá. Úi. Đấy, rơi các bạn nhá, bay rất là lâu. Đó, ok, mình kết thúc video nhé. Đấy, các bạn nào thích gặp thì cũng có thể gặp theo mình rất là dễ luôn. Đó, nếu thứ hai các bạn nhớ like đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.